Chào mừng đại gia đình mua nhà đã quay trở lại với kênh YouTube Nhà đất Bá Hưng bán nhà Gò Vấp, Tân Bình và quận 12. Và ngày hôm nay thì Bá Hưng sẽ đưa tất cả anh chị đến với một khu nhà lầu độc bộ 100 căn tại trục đường Vườn Lài thuộc phường An Phú Đông của quận 12. Khu nhà rất gần với quận Gò Vấp nha. Chúng ta chỉ cần đi qua cái cầu là đến với trục đường bên đường có quận Gò Vấp rồi. Đoạn đường đó là con đường trước nhà của căn nhà này thì rộng phải tầm 12 m, lòng đường tầm 8 m, và mỗi bên chúng ta có vỉa hè tầm 2,5-3 m nha. Con đường rất rộng và cực kỳ thoáng nha anh chị. Và ở đây thì xây được khoảng tầm 10 căn rồi, còn lại là đất. Thì qua năm thì các chủ nhân sẽ xây hết, có căn thì bán cho đầu tư, có căn thì có lô thì bán cho đầu tư, có lô thì công ty chưa xây. Qua năm thì công ty sẽ xây tiếp tầm 50 căn trong này. Khu này có công ty nha, bây giờ công ty xây mới có 5 căn thôi. 5 căn này thì giá từ 5 tỷ 2 tới 5 tỷ rưỡi một căn, với diện tích ngang 4,2 m, sâu 15 m, đường trước nhà 12 m, đường rất đẹp, nằm trong khu nhà đồng bộ, khu phân lô đất, nằm ngay trục đường Vườn Lài thuộc phường An Phú Đông, quận 12, thành phố Hồ Chí Minh. Ta di chuyển về sân bay thì chạy qua cái cầu và chạy thẳng cái đường Nguyễn Thái Sơn là đến luôn nha. Ở đây có hai hướng nha anh chị, hai hướng. Hướng nhà căn em quay là một căn là hướng đông nam và một căn là hướng hướng bắc nha anh chị. Một căn hướng đông nam, một căn hướng bắc. Hai hướng, hướng đông tứ trải cả luôn. Rất đẹp, rất là sang luôn. Và nhà này thì cũng đã bán được 2 căn rồi, chỉ còn vài căn, 3-4 căn nữa. Giá từ 5 tỷ 2 tới 5 tỷ rưỡi nha. Sẽ có hai lớp cửa, một bộ cửa cuốn bên ngoài và một bộ cửa nhôm sinh pha phía trong. Phía ngoài này được ốp đá hoa cương. Phía trong này là khu vực đậu xe hơi. Khu vực đậu xe hơi thì được ốp sàn gạch 80 và có đổ bê tông dưới nền, nên chúng ta thoải mái đậu xe hơi trên này. Nhà này thì đi qua Gò Vấp rất gần. Chúng ta chỉ qua cái cầu và chạy về trục đường Nguyễn Thái Sơn là đến rồi. Nó thuộc phường An Phú Đông của quận 12 nha. Giá chỉ có 5 tỷ 2 thôi, rất là rẻ luôn. Nhà do công ty xây dựng và nhà thì có bảo hành. Khu vực cầu thang được ốp đá hoa cương, tay vịn bằng inox và kính cường lực này. Phía trong này sẽ là khu vực phòng bếp. Phòng bếp vẫn được ốp sàn gạch 80 và chúng ta được làm tủ nhựa nha, tủ gỗ ăn cường, có ngăn để tủ lạnh, bếp điện đập từ và máy hút khói nha anh chị. Anh chị quan tâm đến khu nhà đồng bộ 100 căn tại trục đường Vườn Lài này thì hãy gọi ngay về tới bên em nha. Hướng toàn bộ là hướng đông tứ trạch, một bên là hướng đông nam và một bên là hướng chính bắc nha anh chị. Quý anh chị cô chú nào quan tâm thì hãy gọi ngay về tới bên em theo hai số đang hiển thị ngay trên màn hình. Một mẫu nhà phố theo kiểu hiện đại, không có trang trí cầu kỳ nhiều, ngang 4,2 m, sâu 15 m, xây dựng hết đất và đường trước nhà 12 m, có vỉa hè mỗi bên tầm 2,5 m nha anh chị. Chúng ta có thể đậu xe hơi trước nhà vô tư luôn. Và khu nhà này thì sau này sẽ xây đồng bộ 100 căn, xây hết lên thì rất là sang nha anh chị. Khu vực phòng lửng này, phòng lửng thì được ốp sàn gạch 60 và được trang trí thạch cao, sơn tường màu trắng hết luôn. Nhà thì chỉ làm nhà như vậy thôi, không có trang trí cầu kỳ nhiều. Giá chỉ có 5 tỷ 2 một căn thôi nha mọi người. Chúng ta cùng em di chuyển lên phía trên. Trên này sẽ có cửa gỗ cam xe, sàn gỗ. Và khu vực phòng tắm thì có vách tắm kính. Đấy, phòng tắm cũng rất đẹp, rất sang nha.
có 5 tỷ 2 một căn nhà thôi. Đường khá rộng và khu nhà thì rất đẹp. Chúng ta chỉ cần chạy phía qua cái cầu là đến với trục đường Nguyễn Thái Sơn thuộc quận Gò Vấp và tiến lên sân bay thì rất là gần luôn. Những anh chị cô chú nào đang xem thì hãy nhớ đăng ký kênh và gọi ngay về tới bên nhà đất Bắc Hưng nha. Hai hướng nhà, một bên là hướng Đông Nam và một bên là hướng Chính Bắc nha mọi người. Cùng em di chuyển lên khúc bên trên. Nhà có 4 phòng ngủ, 5 nhà vệ sinh, có phòng giặt, phòng thờ, sân thượng trước sau. Phòng ngủ số 3 này thì cũng được làm giống như bên dưới nha anh chị. Toilet này. Phía sau này là khu vực phòng thờ và sân thượng sau phơi đồ. Có cầu thang di chuyển lên trên. Và video của em đến đây là kết thúc rồi. Anh chị khách hàng nào xem thì hãy nhớ đăng ký kênh và bấm chuông. Bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại.